Kính thưa quý vị, theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ dài vừa qua, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí của thành phố ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sức hút tự nhiên từ sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4, năm nay ngành du lịch thành phố đã mang đến nhiều bất ngờ. Và bây giờ, biên tập viên Thu Hiếu sẽ tiếp nối với phần trình bày ngay sau đây. Xin mời chị Thu Hiếu. Cảm ơn anh Fanny. Kính thưa quý vị, cùng với những số liệu mà biên tập viên Fanny thông tin, chúng tôi sẽ phân tích sức hút của hai nửa truyền thống và mới mẻ trong du lịch thành phố Hồ Chí Minh đợt này. Thảo Cầm Viên có đến hơn 45.000 lượt khách trong ngày 30 tháng 4. Lễ hội Hoa Lan trở lại sau 2 năm đã đón hàng ngàn lượt khách một ngày. Tour tham quan các công trình kiến trúc trăm năm của thành phố Hồ Chí Minh như trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Nhà hát thành phố có 15.000 lượt khách. Một vài ví dụ chắc hẳn quý vị cũng đã thấy được sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đến từ những điều quen mà lạ. Và hãy cùng chúng tôi điểm lại những con số kỷ lục của ngành du lịch thành phố trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Dịp lễ này năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 420.000 lượt khách. Năm nay, nhiều dự báo bất thường được đưa ra trước kỳ nghỉ do tác động của kinh tế ảnh hưởng đến chi tiêu của không ít hộ gia đình. Giá vé máy bay tăng cao, lượng phòng lưu trú đặt trước không đáng là bao. Các tour du lịch còn nhiều chỗ trống. Điểm sáng của du lịch thành phố là đón đến 950.000 lượt khách, mức tăng kỷ lục về số lượng du khách cho thấy hiệu quả của chiến lược du lịch tại chỗ. Trong đó, khách du lịch nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 350.000 lượt, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế ước khoảng 48.000 lượt, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước. Khách tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng ước đạt khoảng 70-75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Du khách đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh đã giúp cho doanh thu ngành du lịch của thành phố tính riêng dịp này vượt mức 3.130 tỷ đồng, tăng hơn 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh 60 sản phẩm nằm trong chương trình mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch, dịp lễ năm nay thành phố Hồ Chí Minh tạo ấn tượng mạnh với tour Sài Gòn lắng nghe kiến trúc kể chuyện. Lần đầu tiên di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố mở cửa đón 1.500 lượt khách tham quan và được du khách nồng nhiệt đón nhận. Tìm ra nét độc đáo trong những công trình trăm năm chỉ là một phần. Còn có những lý do nào giúp du lịch thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong 5 ngày nghỉ lễ? Hãy cùng nhìn lại nỗ lực của ngành du lịch của từng quận huyện trong suốt thời gian dài để có được kết quả tích cực như vừa qua. Tour tìm hiểu công trình tòa nhà trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa công bố đã thu hút 1.500 lượt khách tham quan. Tuy nhu cầu thực tế còn cao hơn rất nhiều bởi ban tổ chức đã phải kết thúc thời gian đăng ký sớm. Những nét kiến trúc mang tính truyền thống Gothic, Baroque hoặc Art Deco nhanh chóng được các doanh nghiệp nắm bắt và cho đề xuất thành các chương trình khám phá thành phố Hồ Chí Minh. Khi tìm đến các kiến trúc của phương Tây thì chúng ta sẽ có tập trung tại khu trung tâm quận 1 bao gồm là nhà hát thành phố nè. Về phía bên ngoài lẫn cả có thể nếu chúng ta có thể cả điều kiện vào bên trong của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là một điểm rất đặc trưng. Và đặc biệt thì chúng ta có rất nhiều địa điểm khác ví dụ như Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh hay là kết cụm bên ngoài của các khu trung tâm đều là những tòa nhà kiến trúc cổ của thành phố, vì vậy nên có rất nhiều câu chuyện kiến trúc khác nhau. Tạo sự hấp dẫn và được đánh giá cao ngay sau khi tham quan. Đây cũng là minh chứng cho dòng sản phẩm tiềm năng của du lịch thành phố khi biết khai thác đúng. Khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tham quan trải nghiệm văn hóa, thì thường dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm thương mại. Khai thác thế mạnh này là cách mà quận 7 đang hướng đến, nhất là đối với dòng khách MICE. Để mà kết hợp được với du lịch và mua sắm thì đấy là một điểm đến, một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Bởi vì những cái trung tâm thương mại mua sắm là một nơi là hội tụ đầy đủ đáp ứng được cái đa dạng nhu cầu của khách du lịch. Thưa quý vị, cùng với quận 1 thì quận 7 là một trong những địa phương có cơ sở hạ tầng rất tốt để phục vụ cho phát triển du lịch MICE. Và trên thực tế thì trên địa bàn quận 7 có rất nhiều khu trung tâm triển lãm, các khách sạn, nhà hàng cao cấp. Điều này là những điều kiện về cơ sở vật chất rất thuận lợi để giúp cho quận 7 và thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển nguồn du lịch MICE trong thời gian sắp tới. Hệ thống khách sạn quận 7 thì hiện nay chỉ có từ 2 sao đến 4 sao, chưa có khách sạn 5 sao trên địa bàn. Như vậy thì chúng ta cũng cần tăng thêm cái lưu lượng cơ sở lưu trú mà đạt hạng sao cao.
Đặc biệt thì quận 7 cũng có thể phát triển du lịch đường thủy trong cái giai đoạn sắp tới, và bởi vì nó có những cái bến thủy khá là thuận lợi để có tham quan hoặc tham gia các hoạt động trò chơi dưới nước. Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ nghỉ lễ năm nay chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng với nhiều sản phẩm mới lạ. Nhiều chuyên gia còn cho rằng vẫn còn rất nhiều tài nguyên bị bỏ quên, có thể kích thích sự tò mò, khám phá thành phố. Ví dụ như các thủy đài hay hệ thống các đình làng cổ. Tất cả có thể tạo nên những câu chuyện để lại ấn tượng đối với du khách. Để có thể hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.